Thưa quý vị, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với lưỡi áp cao lục địa tăng cường, nên trong sáng nay, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi mưa lớn hơn như các huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên là 70 đến 120mm. Trong giờ cao điểm sáng nay, giao thông tại nhiều tuyến phố bị ùn tắc do ảnh hưởng của trời mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ chiều nay, mưa lớn tại Hà Nội giảm dần về diện và lượng. Đêm nay và ngày mai, Hà Nội mưa rải rác, sau đó kết thúc đợt mưa lớn này. Nhiệt độ trung bình trong ngày tăng từ 1 đến 2 độ so với những ngày trước, trong khoảng từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm giữ biên độ dao động khá lớn giữa ngày và đêm, khoảng từ 60 đến 90%.